Hãng Reuters đưa tin, một trận động đất mạnh làm rung chuyển huyện Chachakot, tỉnh Khanali, Nepal, làm ít nhất 69 người thiệt mạng, 20 người bị thương. Theo Trung tâm Địa chấn Quốc gia Nepal, trận động đất mạnh 6,4 độ Richter, trong khi Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Địa chất Đức và Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ xác định cường độ trận động đất mạnh lần lượt 5,7 và 5,6 độ Richter. Giới chức địa phương cho biết hiện không thể liên lạc với khu vực gần tâm chấn ở Chachakot, nơi sinh sống của 190.000 người và nhà cửa nằm rải rác trên các ngọn đồi. Một quan chức huyện Chachakot cho biết các đội cứu hộ đang khẩn trương dọn dẹp những con đường bị vùi lấp bởi đất lở do động đất để tiếp cận các khu vực bị ảnh hưởng. Thủ tướng Nepal Buspa Kamandahan đã ra lệnh các cơ quan chức năng triển khai khẩn trương các hoạt động tìm kiếm cứu hộ. Năm 2015, khoảng 9.000 người đã thiệt mạng, hơn 1 triệu ngôi nhà bị phá hủy trong hai trận động đất ở Nepal, gây thiệt hại về kinh tế lên đến 6 tỷ đô la Mỹ.